Giữa vuông để mà nướng chân gà với cánh gà nha mọi người. Đấy, mình hai chồng mình trải nghiệm cảm giác lạ mọi người. Này. Ồ, thấy không? Là anh phải quay cái mặt trước cho em chứ. Hello mọi người, cái anh mới quay cái chân gà chứ anh quay vậy. Gì hả? Em nói hello mọi người luôn. Nè. Hello mọi người nha. Đây. Trời xanh mây trắng. Nước thì không được trong mọi người. Nước vuông mà sao trong được. Này. Đó. Ôi, cảm giác thật là vô mốt. quá là lạ luôn. Ở bên đây có đám mây đen nè. Không biết ăn kịp không nữa, chừng lát mưa tới luôn. Trôi luôn. À. Ok mọi người, thì hiện tại thì mình đang ở giữa vuông nha, còn vuông mình còn khúc dưới nữa. Vuông nhỏ nhỏ chứ không bự lắm mọi người. Chung đủ sống mọi người ơi. Ủa sao nó dính như ta? Ủa này lắc em luôn nè. Để em ăn cái đi rồi anh muốn làm gì anh làm. Wow. Sao nó dính vậy ta? Thiếu bia em ơi. Kệ giữ lấy đi. Nó dính hả? Em đợi. Ôi khét luôn. Anh kệ lấy đi em đợi. Wow. Quá trời đã luôn. Thôi anh ăn cánh cho em ăn con giò đi. Cũng được. Em cũng đâu. À. Rồi khét luôn rồi. Rồi. Để đi, chạy đi. Ăn nó nhiều quá. Không. Thì hiện tại mình quên đem cái mít á mọi người, nên có hơi gió mọi người thông cảm mình nha. Em có hai cái tay mà em chở cái chừng chục cái tay luôn. Wow. Yên tĩnh không? Có bạn nào ở thành phố muốn về đây ở không? Có bạn nữ nào muốn về đây ở không? Rồi sao? Muốn về đây ở thì kiếm chồng ở đây đi chứ mình không có chứa. Chứa một đứa đủ rồi. Wow. Trời ơi. Nhìn cảnh đẹp quá mọi người. Anh ơi, có cháu Đô Thành về đây mua đất chăn bò với em. Ở đây không có chăn bò, đây nuôi tôm mà. Mời anh về quê em, đồng xanh ruộng lúa mênh mông. Tiếp đi. Và câu hò ngân nga, người ta thấm duyên tình nồng. Gái quê nghèo như... Thôi nướng đi, khét rồi. Khét rồi đó thấy không? Rồi sức luôn rồi. Ủa sao nó lại dính vậy ta? Em không biết luôn. Anh không ạ? Cảo tiếp em coi. Bực bội. Trời ơi, em có ngon em nướng rồi được rồi, anh cần chi anh nữa. Rồi anh cảm thấy là nó hơi âm u rồi đó. Ê, cái chỗ này trang nhiều quá. Rồi. Ê, tự nhiên mới nắng chang chang cái đen nó tới vậy. Ủa gió quá luôn rồi, dây gần đứt luôn rồi. Quá trời gió luôn rồi mọi người ơi, quá trời gió luôn. Cảm giác quá trời lạ luôn. Cái này mà trời mưa nữa là cảm giác lạ dữ nữa nè. Nhưng mà nướng chín rồi há mưa nha. Ăn ở ngoài mưa thì được chứ nướng ngoài mưa không được đâu. Em gái miền Tây nết na ngoan hiền. Thấy không có miếng nết nào hết trơn á. Được đánh chồng tối ngày, ai đâu có miếng nết nào mà đánh chồng tối ngày đâu. Trời, cảm giác kiểu như mình đang chơi, Cảm giác nó phiêu lắm mọi người. Cảm giác nó phiêu mà nó lăn như nè. Cô Út mình ra biển quay đi, mình coi nó trôi tới đâu. Kiểu như thôi mình không còn. Ra biển chưa kịp trôi nữa, sóng đánh chìm nó tiêu rồi. Ok, để mình nướng tiếp vợ mình, khi nào chín mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem nha. Đúng rồi bạn. Ok mọi người nha, đây nướng xong rồi nha mọi người. Do là gió quá trời cho nên là nó hơi bị chuột chặt. Này. Ok mọi người, thì bây giờ hai chồng mình sẽ ăn đây. Ăn đây. Ăn chứ này. Ăn đây. View rồi. Ăn giò. Ơi, cái này mà mình thả trôi cho nó luôn, trôi lên vừa trôi vừa ăn cho im. Wow.
Ok mọi người, thì ở đây cách mình làm giúp mình gió quá mọi người thông cảm nha. Đây mà mọi người nha, ăn hết rồi. Đúng rồi, còn mặt đó. Đúng rồi chưa? Đúng rồi. Rồi mọi người. Mình ngủ rồi vậy luôn á. Ừ, thử thách ngủ sinh chuột 24 giờ hả? Em thì được nhưng mà anh chắc không được đâu. Sao vậy? Anh đi suốt à? Sao suốt? Anh đi đó. Lỡ anh mắc anh đi đâu? Đứng ngay đây đái luôn. Tuyệt vời luôn mọi người ơi. Đúng là cảm giác lạ luôn. Đã thiệt. Phải chi nãy mình để trên đầu vuông cho anh cho nó trôi dài 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 dài. Sướng dữ ta. Sướng lắm. Lào đảo mọi người. Có người bên xuồng cho luôn. Gió thổi lát bơi về chắc mệt lắm. Mỗi bơi thả cho luôn. Bơi về không bơi ngược gió nữa nè. Bơi về hả? Ừ bơi về đi. Mọi người thấy vậy chứ tắt tắt máy quay là tôi bơi chết bà tôi luôn mọi người. Ồ. Mọi người thấy không? Gió ngược bơi nổi găng tay luôn nè, tay găng không à. Ghế nhỉ. Ghế cho nhỉ. Ăn cho ăn đừng no đừng dưỡng sức đặng lát tôi bơi xuồng về đi mọi người chút nữa. Ghế nha. Đúng rồi. Ô trời, nướng được cái mấy cái gà tượng trưng còn nhiêu tôi nướng không à. Bỏ gà em nướng bỏ vàng trời đâu bơi xuồng. Bây giờ bắt bơi ngồi để mà ăn nữa mọi người. Nãy giờ em nướng chết em luôn. Nước một kịp mà khen luôn lắm. Ồ. Tay nghề dữ nha. Không phải không? Thích thật, thích thật. Cảm giác đi phải không? Bữa nào em mắc ngủ thế em lên xuồng bây giờ vòng 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 vòng. Ồ. Ngon luôn. Bạn nào ở thành phố á thì đây tôi cho thuê chỉ xuồng à. Bây vòng vòng vô chơi. Không lấy tiền đâu. Không thuê mà không lấy tiền. Quá khứ quá đắt rồi. Ôi, em nặng dữ vậy? Bên cạnh quá à. Nặng chết luôn. Nghĩ sao em có mấy chục ký à. Em bơi nhảy hết mấy trăm ký nữa nha. Ok mọi người nha. Thì ăn chỉ là phụ thôi nha mọi người. Chủ yếu là mình vũ bở lên đây để mà mình cho bở nha mọi người. Ok thì mọi người hãy đón xem cái màn cho mình như thế nào nha. Ok vô. Ngoan ngoan nha. Lẹ đi nó nhiều quá trời. Lẹ lên. Anh đang quán, ngồi đang hoàng lên anh kéo nè. Đi ngồi đang quán nè. Mệt nè. Bực bội. Nãy em cái đi tới chỉ nhầm liền á. Anh kéo về nè con trời. Trời nhé thế vậy. Trời chứ vui vậy. Vâng. Ta xấu không đó. Đâu rồi, cho đâu rồi. Dính với phà, nó dính với phà rồi, nó dính với phà rồi. Ôi trời ơi. Để anh lên trước, để anh lên trước. Ôi trời ơi, anh đổ. Leo lên. Yeah.
Thôi về nè, nghỉ giỡn rồi. Về, nghỉ giỡn. Giỡn giỡn kìa, nó nghỉ nghỉ. Ok mọi người nha. Thì video mình tới đây cũng kết thúc nha mọi người. Nếu mọi người thấy hay nhớ like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình nha.